Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể ta. Viêm gan thì do rất nhiều nguyên nhân gây ra, do có thể do virus, do vi khuẩn, do ký sinh trùng, do độc các cái chất độc và đặc biệt nữa là do bia rượu vân vân. Có rất nhiều căn nguyên gây nên viêm gan. Hôm nay ta nói đến căn nguyên viêm gan B thì virus viêm gan thì có rất nhiều, có tới 6-7 loại virus viêm gan A, B, C, D, E, G và T, T. Như trong đó có hai loại viêm gan, virus viêm gan mà quan trọng nhất đó là B và C, bởi vì nó có thể là dẫn đến là hậu quả để lại ung thư gan và xơ gan và ung thư gan. Đối với B thì lại quan trọng, vô cùng quan trọng, người ta quan tâm rất nhiều. Tại sao? Tại cái lý do thứ nhất là cái tỷ lệ số người mắc viêm gan B là khá đông. Nếu như tính riêng cái số người mà đang có virus viêm gan B trong cơ thể phải theo dõi thì tới 15-20% dân số. Nếu như kể cả những người mà đã mắc rồi nhưng mà bây giờ đã khỏi thì cái số mắc virus viêm gan B, nhiễm virus viêm gan B tới 6-70% dân số. Để nói là cái số người mắc là rất cao. Và nước ta là một trong những cái nước mà có tỷ lệ viêm gan virus B cao nhất trong cái hàng cao nhất thế giới. Cái đáng quan tâm thứ hai, tức là virus viêm gan B là để lại hay để lại hậu quả là xơ gan và ung thư gan. Người ta nói là virus viêm gan B là người kẻ giết người thầm lặng. Cái này cũng đúng, bởi vì là nó không có triệu chứng gì cả. Đôi khi là chỉ diễn biến là âm thầm cho đến lúc mà khi phát hiện ra đã xơ gan và ung thư gan rồi. Rất là muộn. Thì nhiều trường hợp là như thế. Cho nên người ta mới nói rằng là làm kẻ giết người thầm lặng. Và cái đáng quan tâm thứ ba nữa là cho tới nay y học phát triển rất mạnh. Có rất nhiều cái bệnh mà ta đã có thuốc đặc trị mà tức là chữa khỏi tuyệt đối. Nhưng đối với virus viêm gan B thì mới chỉ có những cái thuốc ức chế được virus, các thế hệ đó là 4 5 thế hệ chỉ ức chế được virus thôi. Để đến mức là virus xuống đến mức thấp nhất, không gây cái tác hại quá lớn cho con người và kéo dài cuộc sống của con người, cuộc làm cho con người sống bình thường. Cho nên chính vì vậy là cái đó khó khăn trong điều trị. Chính vì lẽ đó mà nói là viêm gan virus B là một cái viêm gan virus có rất nhiều đáng quan tâm, đáng lưu tâm.